trả lời được nó đầy đủ ấy, thì tôi e rằng nó hơi dài. Nhưng mà có lẽ là tôi sẽ trả lời ở một cái khía cạnh của cái công nghệ 4.0 thôi. Trước cái liên quan đến cái công nghệ 4.0 để mà đi ra thế giới ấy, thì cái việc đầu tiên để mà bạn làm được việc đó thì bạn phải có một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và để có được một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì bạn phải có một mô hình kinh doanh. Các bạn sẽ phải làm sao mà đưa ra được một mô hình kinh doanh tốt, một mô hình kinh doanh có thể nhân rộng và áp dụng được công nghệ, áp dụng được khoa học công nghệ vào trong cái mô hình kinh doanh của các bạn. Tôi lấy ví dụ như là cái ví dụ đơn giản nhất là taxi đấy. Mọi người rất đã nghe rất nhiều về yếu tố taxi. Bây giờ có khá nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam cũng áp dụng phần mềm vào trong cái mô hình kinh doanh hiện tại của họ. Nhưng nó vẫn chỉ phục vụ cho bản thân họ, bản thân những cái công ty taxi, ví dụ như Taxi Thành Công hay là VillaSun hoặc là các công ty khác, khi mà họ có cái app đấy thì nó cũng vẫn chỉ là phục vụ cho các hoạt động của họ ở cái địa phương mà họ tham gia thôi. Chứ họ đem cái mô hình đấy, họ không thể đem cái mô hình đấy đem sang các nước khác, đem sang các khu vực khác để họ làm. Bởi vì có rất nhiều yếu tố nó liên quan. Như Grab hay Uber chẳng hạn, thì một cái mô hình đấy họ đã test được thành công ở một địa điểm và họ nhân ra ở bất kỳ quốc gia nào thì mô hình đấy nó vẫn chạy. Thì đấy là cái khác biệt cơ bản nhất mà chúng ta có thể hình dung về một cái mô hình kinh doanh, một cái mô hình đổi mới sáng tạo cho họ. Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn có được một cái mô hình kinh doanh tốt, áp dụng được công nghệ, áp dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ vào trong cái mô hình kinh doanh đó và có thể nhân cái mô hình kinh doanh đó ra ở các địa phương khác, ở các vùng miền khác, thì chúng ta sẽ có thể thành công ở trong cái thời đại công nghệ 4.0 này.